Cầm bớt một cái túi có cái ô không? Không, không cần. À, phải đổi dép à? Vâng ạ, bọc luôn bên ngoài giày dép của mình ạ. Rồi, nhất trí. À, bọc bọc giày dép đi. Bọc bên ngoài giày dép. Bọc luôn bên ngoài. Bên ngoài cô ạ, không thảo giày dép ra đâu ạ. Không thảo giày dép ra, không đi kiểu gì đâu. Em cầm cho nào. Giày dép có cái gì màu xanh nhé. Chắc là giữ cho để sạch sạch cái của họ đỡ trơn. My name không có y nữa không nói mà vẫn còn my name is giữ vào cái hơi hơn giữ vào cái lan can sát ăn không cần thế thì được rồi. Rơi điện thoại xuống đấy, đừng có mở. Đừng có thò ra ngoài. Nào rồi. Đứng đây cũng quay được xin hình để quay được xin hình. Đây là cái cầu nó bắc qua cái chợ bên cái đồi cái núi này sang núi kia cái, xong nó còn đi ven kia kìa. Đỡ trơn, đỡ xước. Chống rung, chống rung. Đấy. Cái này nó chống rung này. Em cố tình đấy nhưng đang cố rồi cái cột sắt. Thank you.
kia nó còn ven theo cái đường núi kia nữa đúng không? Đúng bạn. Còn đi xa lắm đấy đúng không? Đúng rồi. Cô chú đi vui vẻ này đi. À. Nếu mình muốn nhìn rõ mà không bị phản kính, mình cần thẳng xuống. Thế à? Cái thẳng máy xuống. Thấy hết cơ chưa? Rồi. Đấy. Nên tí thì đúng rồi. Cái treo tay này đi. Được rồi. Chỉ cần chỗ người mình dâm được rồi. Đúng rồi. Rồi cái bó cáp nó mấy cái bó cáp to. Gì đâu mà mọi người kêu sợ lắm. Thì tưởng là đi kiểu không đi được ấy. Kiểu nó gọi đúng đưa. Đúng rồi, nó phải làm cái này cho có cái này cho nó đỡ xước với cả đỡ trơn. Kiểu đi trong nhà mình nhé. Thì hai bên cũng chắc chắn cái này cơ mà. Thì chưa? Ôi giời, đúng là nghe kể. Chưa có. Mấy năm mà nó khác hẳn. Đi tiếp đây à? Vào đi. Được.